Ok, hôm nay sẽ tiếp tục K2 ha, phần 2 của vùng hen. Thì phần 1 đã đấu với thằng ấy rồi, đấu với Kim rồi. Bây giờ cha này nó kêu lấy gì lại cho trả đó, quên mẹ rồi. Hồi máu cái đó tính sao. Nói chung là vùng này hoạt động đây thôi. Chưa đi ra khỏi đây đâu. Vô cái nhà này coi có gì ở đây không. Chị em này ngồi nói chuyện gì đây, không quan tâm lắm. Cái nhà bên đây bự hơn này. Đi vô cái nhà bên đây coi, đây là gì đây. Đây có một căn phòng. Mấy anh này không có đánh. Vô phòng gặp giáo sư cái gì mà. Giáo sư Mr. Ton. Giáo sư Mr. Đá. Ông chào mình. Nice to meet you too. Thôi, thì thôi. Thằng này chắc nhóm trưởng. Còn thằng này là bảo vệ. Mấy anh này là nhân viên. Rồi, xong. Này là tiếp tân. Tiếp tân nhận và phản hồi đây thôi. Rồi. Tôi được đi lên đây không? Không được, ok. Được thì thôi bạn, gì đâu. Gì đâu dữ vậy. Rồi. Qua bên bên này được theo hai thằng ăn cướp. Pokemon hệ nước nè. Được. Anh mày đã học được chiêu Mega Ren rồi thì anh mày không kỹ đứa nào đâu nha. Đây coi đây có Pokemon gì. Mấy con cua bắp. Ồ, đây có con chim cấp 8 luôn này. Bùi xui thử rồi chứ đánh nó bằng chiêu kia cũng ổn. Trời ghê vậy. Rồi xong. Ồ, chỉ số của bắp. Ok. Mấy con kia không quan trọng các bạn, mấy con kia mình bỏ rồi đó. Mình không có ý định bắt nó đâu. Ừ quên ha, chiêu SP của mình cao hơn. Má con này cho defense lên. Mình sợ con quỷ lắm. Đấu với NPC bạn không thể nào tránh khỏi chuyện mở lên tầm 7 tầm 3 được. Lên tùm lum tà lá hả. Con này cho cái yếu lắm. Cho cái chỉ số quá ngon. Ở đây có con gì chỉ số ngon. Trời. Ở đây chỉ có mỗi con ma là có chỉ số ổn nhất. Đánh cái thằng này trước đã. Bạn tranh thủ kiếm kinh nghiệm nha các bạn. Cấp thấp, cấp cao thì cứ đánh hết. Kiếm kinh nghiệm được kiếm chỉ số, không lên được chỉ số này thì lên chỉ số khác.
phải đánh, phải lên chỉ số trước đã, tính sau. Mình nói rồi, bán này thì phải cẩn thận lúc này thôi, cẩn thận đầu tư vô cho con này. Nếu mà các bạn đầu tư vô cho con này, các bạn đánh rất là bình thường thôi. Ở game này các bạn đánh rất bình thường, thậm chí nhiều khi còn khó hơn nữa. Nhưng mà bù lại một khi mà đã qua cái vùng, một khi mà nó qua cái khu kia, các bạn sẽ thấy những điều mình nói nó có giá trị. Các bạn chưa biết, không thể nào qua vùng Sinop được đâu. Pokemon nó cao lắm, không đánh lại. Cho nên bắt buộc phải luyện con này. Phi à? Ồ, nó cho mình hẳn cái phi luôn các bạn. Phi rồi ta. Này, cái cục này như bán được 9.000 nữa. Con này mình cũng đang muốn có một con này mà chưa có. Nó hệ siêu linh đó, mạnh lắm. Anh ấy mạnh lắm, đừng giận. Hết, không chừa thằng nào á, đánh hết. Đây bên máy mình cũng đánh lấy chỉ số mà, bạn thấy không, mới có game đầu thôi mình lấy chỉ số ghê không, mình săn đón chỉ số nó trước không, đã hai máy rồi, mới game đầu mình săn đón chỉ số nó trước. Cấp thì không cần cao, mới cấp 20 thôi, nhưng mà chỉ số là phải lên được trước, lên trước đã tính sao. Chỉ số phải mạnh trước ra tính sao. Cấp từ từ lên, cấp phải đi dọc 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 dọc. Này là quýnh NPC sẽ tự lên, nhưng mà đừng có quýnh nhiều con. Quýnh nhiều con nha các bạn, tập trung vào một con thôi, đẩy một con thôi. Vùng này thì các bạn hình như bơi hơi nhiều á, phút sau bơi hơi nhiều. À hình như khúc ở cái vùng này có cái rau dưới đây, phải quýnh bằng con hệ độc các bạn. Cho nên con này các bạn có thể học chiêu chiêu hay đọc này, cũng sao cũng rất là cần Toxic đó các bạn. Cũng phải luyện thêm một con đá để cầm chân nữa các bạn. Đúng rồi, bạn phải luyện một con đá để cầm chân nữa, đọc nhưng mà phải có đá nữa. Study cầm chân nữa. Tăng được chỉ số SPD. Mấy con kia từ từ bắt. Tập trung vô mấy con này mình. Nếu mà bạn lấy con nước á, cũng sao bạn cũng đánh không được. Bạn chỉ có moon keep thôi à, sao đánh không được. Cho nên bắt buộc phải lấy con này mới hợp lý. Ở khu này sẽ có một con gì ta? Có một con rất là mạnh và nó được đánh trước. Nó được đánh trước. Ghê lắm. Chỉ có gây độc với nó thôi má, còn mấy con này tăng dependent ghê lắm. Mẹ nó. Không đánh thì không được. Mà đánh nó tăng dependent không? Không. Mất dạy nè, tăng lên 15 này. Chỉ số mình cần tăng thì cũng tăng, nên tăng defending. Ok, tăng defending cũng được, không sao, từ từ tính. Attack khó tăng, attack thì cũng sao. Không tiến hóa nha các bạn. Mới cấp 20 tiến hóa là hiểu đời liền. Rồi cho nó nuốt cái cho nó nuốt cái bờ cái cục Lebari vô, nó kêu cái bụi xuôi đi. Ok, cảm ơn. Đánh nào. Con này đá luôn nè.
hút máu nó coi nó có study không. Không có study khỏi bắt, có study mới bắt, đã có study mới bắt. Lâu mày, trời ơi má nó hệ hệ lửa. Mà lại lửa đá đó. Má cũng chết à. Nó mạnh khủng khiếp thiệt. Mày giỡn mặt với tao à? Mày nghĩ mày hệ lửa, mày giỡn mặt với tao hả? Mày muốn đánh con nào đánh hả? Tao hút mày trước. Nghĩ đánh nha con. Ô mẹ ơi. Không cho cái quần què hết vậy. Con này hệ chó ma không sao hết. Sợ hệ lửa. Ma thì nhầm gì. Nhắm mày cạp tao mấy cái tao chết. Máu rồi, rồi hút hết máu nó cho tao. Quên ở bộ sổ hút hết máu đó. Ok có study các bạn, có study bắt thôi. Hy vọng chỉ số đẹp. Thôi kệ, nó có xác chữ lên lại thôi. HBD nó cũng được. Thường mấy con mà mới vô mà các bạn được cho, bạn không ham đâu. Chỉ số nhìn cụ bắp. Được hai con là ổn thôi. Con kia cũng chưa ổn lắm. Rồi nói chuyện với thằng giáo sư này. Rồi xong. Hình như là vẫn chưa lên được khúc này phải. Mới nói chuyện với thằng giáo sư này thôi à. Hay à. Không. Lên lầu hình như nói chuyện với thằng giáo sư trên này. Không biết mình nói trước hay nói sau nữa. Thôi kệ. Cứ vô gặp ổng đi. Mất công chạy qua bển rồi chạy về nữa. Không biết ông nào gửi thơ, không biết là ông kia gửi thơ cho ông này hay ông này gửi thơ cho ông kia nữa. Ừ, ông này gửi thơ cho ông kia. Rồi, mình lấy bức thư này mình đi thôi. Thế nào? Đó, nợ thơ. Mở thư ra coi. Được gì không? Đọc lén thư thôi.
Bán thư có gì mới không? Nó chơi với mình là người tốt các bạn, mình không đọc lén thư của người khác bao giờ. Các bạn nhỏ cũng phải vậy nha. Rồi, bây giờ quay về thôi, bây giờ quay về khúc khúc cầu thôi. Khúc này đã đi xong rồi, giờ quay về qua khúc khác. Đây có cái hồ nước này. Không, con quỷ này nó tăng defense lên á. Đừng chơi nó. Con này có chưa đấm chưa trời, chưa chưa đấm nữa. Đây. Vô nhà các ông này không đưa mình đi. Rồi đi thôi. Rồi xong. Đi lên chỗ này kiếm thằng thằng cháu của ông giáo sư Okido về. Trời ơi, con lười. Con này đừng giỡn các bạn. Nó đấm hai lần mạnh nó má đấm chết luôn. Cho nó quýnh nó trước một lần luôn. Mà đấm lại đau lắm. Rồi nó chết rồi các bạn. Được mớ kinh nghiệm. Lười tắng gì trời. Ta đớt, trời ơi, giường này có tiền quá vậy. Không biết bán đâu thôi. Megaren. Có tiền nên đầu tư mua cái hồi sinh đó các bạn. Chỉ tập trung vô mua hồi sinh đó nha. Bạn có tiền vô càng mua càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bạn phải ví dụ mà các bạn đánh thua, các bạn khoan hồi sinh. Đánh thua khoảng một hai lần thử coi như thế nào hồi sinh. Hồi sinh liền mất mất hết hồi sinh mà đánh không lại nữa uổng. Luôn hả? Ngon lành quá đây. Con này không bị ảnh hưởng bởi hút máu à? Trời ơi, nó cấp 24 lần nữa các bạn. Chết mẹ rồi. Gặp đối thủ mạnh rồi. Dùng chiêu acid spray rồi. Trời ơi, nó quýnh chết rồi. Tức ơi là tức. Gigaren. Ok. Sức mạnh của giờ nâng bằng 75 Giren này các bạn. Đó là phép luôn nha các bạn. Nãy đâu thấy con mặt này đâu ta. Không câu được, vùng này không kiếm con hệ nước được ta. Phải kiếm được con hệ nước. Escape rope, ok. Vùng này, ông này ông cho mình 3 sợi dây nhưng mà ông cho có vấn đề các bạn. Đi vòng 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 lâu lắm. Ở vùng này chắc là
kiếm một con quả đấm đá cấp 13 Caster đi, thu phục nó thôi. Con kia cũng có Study nhưng mà mình để dành làm bia lá trắng đó các bạn, làm lá trắng để hồi sinh. Được các bạn, chỉ số ổn nha, chỉ số phòng thủ ổn nhưng mà chỉ số tấn công mày còn hơi thấp, nhưng mà cũng được. Con này ổn hơn con kia, với lại con này có chiêu đấm đấm đau à. Thì ra nó nói tới chỗ này thì bị tối nha các bạn, hai chiêu khách bằng chiêu blast, sau đó bật blast lên đèn nó sẽ sáng thôi. Đánh với mấy thằng này là chắc rồi. Vô cái hang này mình chắc là cái defense lên của mình lên cao lắm. Bốn Pokemon. Ê, cút mẹ con này. Con này bắt luôn các bạn. Đừng để nó chạy. Con này nó có một chiêu chạy thôi à. Rồi nó chạy mất rồi. Nó có chiêu một à. Nó là chạy thôi. Thấy nó là quăng cầu luôn. Mình cứ bắt thôi để coi chỉ số như thế nào. Số của bắp con này, cái chỉ số này hợp lý hơn nè các bạn, thấy không? Nó sẽ tăng lên cái chỉ số attack mà nó giảm cái chỉ số HP attack. Con này có sử dụng chỉ số HP attack để muốn giảm nhiều giảm. Cứ bắt thôi các bạn, đừng có lo, cứ bắt thôi. Bạn cứ đừng để ý mấy con này thì các bạn cứ bắt thôi. Nó sẽ có một con có chỉ số đẹp cho các bạn. Các bạn cứ kệ nó, cứ bắt thôi. Như con này nè, con này chỉ số khùng điên. Cho mình một con nít. Cái gì? Base attack. Con Onix này chỉ số của bắp. Má mà chỉ số đép của nó cao ghê, 21 luôn. Nó mới cho mình một cái HP up. Tăng chỉ số máu. Con này khoan đi, con tăng chỉ số máu. Protein tăng base attack, tăng attack, tăng làm gì? Máu với lại attack. Con của mình đâu cần, con mình tăng SP dependent mà. Má nó chơi chiều hẹp lai các bạn. Chơi chiều lai nguy hiểm lắm. Con này lên được chỉ số SPD, mình phải bắt thôi. Bỏ chạy đi, máu hết rồi, gặp hoài.
Tao có chiêu gì đánh mày đâu. Gặp mày hoài. Ra đây Candy. Để cái ra đây Candy này cho cái phần cho mấy cái con ấy. Má hút máu rồi chết rồi. Trời. Shadowplow này xài cho con ấy được không ta? Con này không xài được mấy chiêu này. Solar Beam được à? Solar Beam để sao? Đó, thời cơ của mình tới rồi đó. Hút khô máu nó chanh. Không tiến hóa nha các bạn. Nhớ là không tiến hóa nha. Bất kỳ tình huống gì cũng không tiến hóa. Mình có thể coi được, ví dụ như con Treco của mình là học được chiêu gì tiếp theo. Ví dụ như giờ con Treco của mình cấp 22 đúng không, là học được chiêu cấp 21 là Gigaren đúng không, 25 lại học được chiêu Agati, 29 học được chiêu Slam, 33 học Detect, 37 học Energy Ball, Witwan, Shrin, nói chung là con này tới chiêu 49 luôn cũng không có chiêu gì nào đặc biệt, không chiêu nào hay đầy đủ. Con này bự quá. Bắt liền mới được. Ôi, chỉ số kìa các bạn. Chỉ số ngon ghê các bạn. Chỉ số, má chỉ số đẹp bãi lồn luôn. Con này chỉ số đẹp bãi lồn luôn. Lát về lấy nó ra đánh. Con này chỉ số xấu bãi lồn luôn. Số con này là ngon này. Có con này là ngon này. Con này là ngon này. Con cấp 12 cái. Coi chỉ số như nào. Cái quả này mà không được thì thôi. Trời ơi, chỉ số như cặc. Đây
bạn Steven đây các bạn. Rồi xong ha, nói chuyện với nó xong rồi các bạn, quay về thôi. Quay về lọc bớt nhiều mấy con vải quá, bỏ hết đi. Makuhita này cũng cụ bắp quá. Có con Abra này ngon này các bạn, con này ngon này, con này lên lên chiêu cho nó đánh là bá cháy bù chét luôn. Visit way ngon. Trời ơi, nó học luôn. Đây, visit way là một này, teleport lấy sao. Mega kích, trời ơi, mega kích. Sao là chiêu gì đây? Ok. Cho tặng cho nó một cái này luôn, tặng cho con đá một cái này luôn. Rồi ok, rồi đánh game được rồi đó các bạn, game giác đấu. Máu đụng trời, trời hút máu như cặc. Thôi kệ cứ hút thôi. Ồ mẹ đấm đau dữ vậy. Gigaren á. Thôi ngon rồi, cũng hút được chứ không phải không hút được, cũng ok lắm, bây giờ ở đâu cấp 23 rồi. Thôi không tiến hóa đâu nha bạn, thì cứ hút thôi, được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đã nói tập trung vô luyện con này không chần chờ, bạn mà luyện con khác các bạn vô đang đánh không được con đó các bạn la làng. Rồi xong 24 ổn chứ. Tiếp tục thôi. Chiêu hút của mình vẫn tuyệt vời chứ. Trời má đá đau vậy, mất dạy. Em đá tao đau hả mày, hút chết cha mày luôn. Má đá chết rồi. Lấy con này để đánh rồi. Con này vẫn là chỉ số vẫn đẹp. Trời ơi, đáng cái con này lật xe luôn. Chỉ số đẹp thì đẹp thiệt. Yên tâm, anh còn một cái study nữa mà. Anh đừng giỡn mặt. Trời ơi, 10.000 kinh nghiệm, không tin được. Con này sớm có động đất thôi. Má lên muốn bằng con kia luôn. Rock round. Chiêu Rolo auto vẫn để được. Rồi, xài dây thôi. Tơ hồng. Má con này mạnh vậy trưởng. Nhưng
nhưng mà vẫn đầu tư vô Trico nha các bạn. Đừng thấy con đó mạnh rồi cứ đè luyện con đó nha, phải đầu tư vô con nào quan trọng. Rồi bụp 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 nữa thôi. Con hy sinh. Game 2 bắt đầu nguy hiểm rồi các bạn. Game 2 bắt đầu nguy hiểm rồi. Pokemon của nó bắt đầu mạnh rồi đó. Không như game 1 nữa. Game 1 quýnh mình không thấm, với game 2 quýnh mình bắt đầu thấm rồi đó. Má nó tắt chế độ bơm máu của chiêu ấy luôn cả. Cốm nạn không? Trời má con hề này cũng đem vô nữa hả? Đi mẹ con sâu mà. Ui xui. Mẹ rồi. Hên xui nha anh em. Thôi thế mẹ. À nó phản đam à. Rốc rau. Nó counter à. Ha, không có chiêu nào. Không có chiêu nào ấy hết trơn. Không có chiêu nào gọi là khao cái đầu mày chứ khao. Má cái chiêu. Cái chiêu này không ổn. Mình đánh nó được thì nó đánh mình được. Bạn thấy không? Nó chỉ sử dụng cái chiêu hồi à, nó chỉ sử dụng cái chiêu phản đam thôi. Thấy không? Mình không đánh nó, nó không đánh mình đâu. Mà lấy con này ra. Rồi đây là lần cuối cùng đánh game luôn. Trận này bắt buộc phải thắng. Không thắng là ăn cứt luôn. Mình mới bắt được một con Mavile. Con hệ tiên thép. Thép tiên. Chắc là defense đánh đó các bạn. Con này máu của nó 35 luôn, mới cấp 12 máu 35. Bằng mấy con thường thôi. Hai con đầu thì mình có thể giết bằng chiêu hút máu, nhưng mà con thứ ba bắt buộc phải chơi chim rồi, tại vì con thứ ba là nó hệ sâu bọ. Mà mình lại là hệ cỏ nữa cho nên không có ăn được. Game thứ hai bắt đầu khó rồi các bạn. Game thứ hai bắt đầu có chút khó rồi. Nếu mà mình chơi chiêu hệ nước thì dễ như trở bàn tay rồi. Quan trọng là tại vì mình chọn Trico để cho sau này, cho nên hơi khó khăn trong cái việc đánh. Bạn thấy ghê không?
nó đánh trico trong vòng một nốt nhạc thôi đó. Con sâu này nó ghê lắm, phải dùng tới con chim ra thôi. Biết rồi. Lấy con đá ra. Má nó mạnh gì đâu á. Làm sao giết được con quỷ này đây? Bi te đi. Trời. Không thấm luôn à? Căng à, mấy con này ok xong chết rồi. Ok, mình nhận được hai chiếc huy hiệu ha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ ba. Bye bye.